Hello anh em, mình là Quân đến từ chuyentactical.com. Và hôm nay sẽ là một clip ngắn thôi để chúng ta cùng nói về LV6 2.0, phiên bản mới của chiếc túi đeo ADC bán chạy nhất 2 năm vừa qua. Và phiên bản này vừa mới được ra mắt cách đây khoảng 2 tháng thôi. Đầu tiên phải nói về lý do tại sao Luxury là một cái bộ sưu tập được năm 11 Tactical cho ra mắt cách đây tới 10 năm và phải đến 10 năm sau thì nó mới có phiên bản 2.0. Còn LV6 thì mới chỉ ra mắt khoảng 2 năm thôi, nhưng mà hiện tại nó đã có phiên bản 2.0. Theo mình thì nó xuất phát từ cái sự quan tâm đặc biệt của năm 11 Tactical dành cho thị trường Việt Nam. Bởi vì LV6 là một cái sản phẩm bán rất chạy ngay từ thời điểm nó ra mắt. Và trong suốt quá trình 2 năm vừa rồi thì mỗi khi mà tụi mình order hàng thì LV6 có bao nhiêu là thị trường Việt Nam lấy hết. Cái này là mình nói thiệt chứ không phải chém gió nha anh em. Vì vậy thì mình nghĩ là ngay sau khi mà mình lên cái clip đặt hàng túi LV6 giá rẻ trên Shopee và cái kết thì có vẻ như lý do mà hãng ra phiên bản 2.0 này là để chống hàng giả. Đó là một lý do mang tính rất là cá nhân thôi, mình chỉ đoán thôi. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái căn cứ rất là thuyết phục. Không dài dòng nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chi tiết thay đổi trên bản 2.0 này nha. Ở phiên bản 2.0 thì hãng cho ra mắt hai cái hệ màu mới. Đó là màu Turbulence và màu Piton. Đây anh em thấy hai hệ màu này rất là dễ thương. Những cái màu sắc này nó không có mang ý nghĩa nhiều về khoa học ngụy trang cho lắm. Định vị của sản phẩm này thì nó cũng mang cái ngôn ngữ thiết kế đó là Low Vision, Low Vis, phục vụ chủ yếu cho đối tượng khách người dùng ở thành phố. Chúng ta có thể đánh giá nó trên phương diện đẹp hay không đẹp, hợp hay không hợp thôi. Nói chung đây là hai hệ màu khá là lạ mắt, khá là đẹp, khá là phù hợp cho thành phố và khá là dễ phối đồ. Phiên bản 2.0 thì nó cũng có đủ 3 màu, màu Piton, màu Black và màu Turbulence. Tuy nhiên chiếc túi màu đen mình đang cầm trên tay đây là phiên bản 1.0 nha, để chúng ta cùng nhau so sánh. Ở phiên bản 2.0 thì nó cũng sử dụng một cái loại chất liệu EC thôi, nó chỉ khác màu thôi. Và việc ra mắt hai cái màu sắc như thế này á, nó mang tính chống hàng giả khá là cao. Bởi vì cái hệ màu này khi mà nó ra mắt thì toàn bộ những cái phụ liệu bên cạnh nó, ví dụ như là dây kéo nè, đai nè, lưới nè, khóa nè, nó đều phải đồng bộ màu sắc hết tất cả mọi thứ. Nó cần phải thay đổi để hàng giả không thể bắt kịp được. Những anh em nào đành hàng rồi thì không nói, tuy nhiên những anh em mà biết đến LV6, biết đến Tactical, biết đến EDC và muốn trải nghiệm chiếc túi này để trải nghiệm cái phong cách Tactical EDC mà mua phải hàng giả thì rất là đáng tiếc đúng không ạ? Rồi, logo phía trước nè, nó có thể giấu đi được giống như trên phiên bản 1.0. Đây, chiếc túi nhìn như một chiếc túi thời trang bình thường, không còn dấu hiệu của thương hiệu năm 11 nữa. Hai cái đai này để chúng ta có thể thu gọn chiếc túi trong cái trường hợp mà chúng ta không đựng đồ gì bên trong. Nó cũng giống y hệt phiên bản 1.0 thôi. Phía trước đây chúng ta có một cái ngăn phẳng chống hoàn toàn, phiên bản 2.0 cũng vậy, EC. Chỗ này thì là dây kéo kiểu dạng khóa ngược, khóa vào hai bên, giúp cho chúng ta thao tác nhanh hơn và luôn luôn biết cái đầu khóa ở đâu. Rồi bên trong này chúng ta sẽ có ba cái ngăn lưới lên này. Phiên bản 1.0 cũng EC vậy luôn, cũng có ba cái ngăn lưới bên này và một cái dây để gắn cái móc chìa khóa vào đây. Bên này cũng vậy, nằm ở vị trí tương tự luôn. Phía bên này chúng ta có full một dải Velcro để có thể dán lên đây những cái module insert cố định phụ kiện EDC. Ở giữa đây chúng ta có một cái ngăn và đây chính là điểm khác biệt. Ở phiên bản 1.0 thì cái phần lốp này nó chỉ có một cái mảnh nhỏ ở trên này thôi, đủ để liên kết với cái phần Velcro bên này để có thể khóa cái miệng túi lại. Tuy nhiên ở phiên bản 2.0 thì chúng ta có full luôn cái lớp Velcro ở hết cái mặt này. Điều này giúp cho chúng ta dường như là có thêm một cái ngăn chính nữa. Và hình như là năm 11 Tactical cũng biết đến cái sự tồn tại của chiếc Admin Insert Gear mà chuyên Tactical thiết kế và gia công đây. Chắc đó cũng là lý do mà họ làm full cái giải lớp bên này để anh em có thể nâng cấp thêm cái Admin Insert Gear đó anh em. Rồi giới thiệu qua một chút cho anh em nào chưa biết thì chiếc Admin Insert Gear này chúng ta sẽ có những cái không gian khe như thế này để quy hoạch phụ kiện EDC lên trên này. Sắp xếp nó ngăn nắp hơn, đồ đạc nó không có bị cấn đụng xước vào nhau gây chày xước nè, hư hỏng nè. Và chúng ta luôn luôn biết nó ở đâu khi cần, chỉ cần thò tay vào là biết vị trí của cái đồ đạc đó nó nằm ở đâu. Trong này thì chúng ta còn có thêm một cái ngăn phẳng để đựng sổ tay hoặc là giấy tờ. Và phụ kiện này chuyên tactical.com có rất là nhiều phiên bản màu sắc để anh em lựa chọn nha. Trở lại với LV6 2.0 thì sau ngăn này chúng ta sẽ còn có thêm một ngăn lưới nằm sau cùng ở bên này nữa. Ngăn này thì mình hay sử dụng để đựng vé gửi xe nè, tiền lẻ nè, khẩu trang hoặc là găng tay, những cái đồ đạc cần phải lấy ra lấy vào nhiều lần trong ngày. Và một cái chi tiết cuối cùng
đó là cái phần quai đeo. Đây là phiên bản 1.0. cái phần quai đeo của chúng ta nó sẽ liền mạch từ đầu tới cuối như thế này. Còn ở trên phiên bản 2.0 thì chúng ta sẽ có thêm một cái buckle nhựa ở đây để có thể tháo nhanh chiếc túi này. Cái buckle này nó sẽ giúp cho anh em mang túi và tháo túi một cách nhanh gọn và tiện lợi hơn. Chúng ta sẽ không cần phải vòng cả chiếc túi qua đầu. Và cũng nhờ chiếc buckle này mà chúng ta có thể đeo túi LV6 2.0 ở cái tư thế túi bao tử ngang hông như thế này một cách dễ dàng hơn, dễ dàng điều chỉnh cả độ dài nữa. Nói chung là dễ dàng hơn rất nhiều so với phiên bản 1.0 nha anh em. Và cuối cùng là chúng ta có thêm một cái quai phụ đi kèm với sản phẩm. Chiếc quai này nó giúp cho chiếc túi nó sẽ cố định với cơ thể của anh em trong các trường hợp anh em cần phải chạy nhảy này, vận động mạnh này, hoặc là leo lên trên cao, chiếc túi nó sẽ nằm im trên cơ thể của anh em. Rồi, và đó là những cái điểm khác biệt của phiên bản 2.0 so với 1.0. Anh em thấy như thế nào? Thực ra nó cũng không nhiều đúng không ạ? Cho nên là với cái nhận định ban đầu của mình là phiên bản 2.0 này sinh ra để chống hàng giả hàng nhái thì nó cũng rất là thuyết phục. Những anh em nào đang sở hữu phiên bản 1.0 thì cũng không cần phải lo lắng quá, bởi vì những cái thay đổi này nó hầu như không có liên quan nhiều đến cái vấn đề công năng mà anh em sử dụng túi. Có anh em nào chưa sở hữu túi LV6 2.0 và đang muốn trải nghiệm thì có thể chốt đơn ngay lập tức. Mình sẽ để link mua hàng ở bên dưới phần description nha. Mời anh em chia sẻ cảm nhận của mình về chiếc túi LV6 2.0, cũng như là những anh em nào đã và đang sở hữu và sử dụng chiếc túi LV6 này phiên bản 1.0. Nếu anh em có bất cứ thắc mắc gì về sản phẩm hoặc là cần tư vấn so sánh các sản phẩm của Tactical và ADC đang được kinh doanh tại chuyentactical.com thì cũng để lại comment bên dưới nha. Anh em nhớ đăng ký kênh để đón xem những clip review sản phẩm và những thông tin mới nhất từ nhà chuyên. Cảm ơn anh em đã xem clip tới giờ phút này. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.